Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE đã công bố sẽ chính thức chạy hàng loạt chỉ số mới vào ngày 27 tháng 1 tới. Thông tin ghi nhận từ buổi tổng kết thị trường chứng khoán năm 2013 vào cuối tuần qua. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các chỉ số sẽ được triển khai thêm tại HOSE là những chỉ số được xây dựng dựa trên phân loại các nhóm cổ phiếu theo quy mô vốn hóa thị trường, gồm có VN Midcap, VN 100, VN Small Cap và VN All Share. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hôm nay, ngày 20 tháng 1 sẽ là ngày công bố danh sách các cổ phiếu thành phần của những chỉ số trên. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2014 thì chúng tôi sẽ công bố danh sách của các cổ phiếu thành phần của các chỉ số này ra thị trường, bao gồm 30 cổ phiếu trong VN 30, 70 cổ phiếu trong VN Midcap và 149 cổ phiếu trong VN All Share. Thì những cái thông tin này thì sẽ làm cái cơ sở để chúng tôi chạy chỉ số vào ngày 27 tháng 1 tới. Và thông tin này là những cái danh sách này là đã được chốt dựa trên cái kỳ họp hội đồng chỉ số diễn ra vào thứ tư vừa rồi, là ngày 15 tháng 1. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sau quá trình chạy dữ liệu quá khứ cho các chỉ số này, có thể thấy nếu tính trong một năm trở lại đây thì VN Midcap và VN Small Cap đang tăng trưởng nhanh hơn cả VN Index và VN 30. Còn nếu tính trong giai đoạn từ năm 2009 đến cuối năm 2013, thì chỉ số tăng trưởng tốt nhất là VN Midcap, tăng đến 131% sau 5 năm.